Hi, xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh kể chuyện đêm khuya của Nguyễn Nguyễn. Và hôm nay như thường lệ, Nguyễn sẽ tiếp tục kể cho các bạn nghe là những câu chuyện ma có thật của những cô chú anh chị, những người bạn và những người em gửi về cho Nguyễn từ khắp nơi. Và trong video này chắc là Nguyễn sẽ không thể nào đọc tên các bạn comment đầu tiên cũng như là các bạn comment được nhiều lượt yêu thích nhất, do là mình thu hai tập 199 và tập 200 này liền kề với nhau. Và hiện tại là 5 giờ sáng của ngày 24, 12 giờ trưa ngày hôm nay. Tập 199 sẽ được lên sóng và lúc đó Nguyễn cũng đã phải ra sân bay để đi cái chuyến 1 giờ rưỡi bay từ Sài Gòn lên Đà Lạt để công tác rồi, và đến hôm Chủ nhật thì mình mới về trở lại Sài Gòn. Nên là xin lỗi mọi người về cái sự thiếu sót trong video này ha. Và nếu mọi người yêu thích kênh Nguyễn Nguyễn, yêu thích những cái câu chuyện ma có thật thì đừng quên like, share. Quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Nguyễn nè. Nhấn vào biểu tượng cái chuông bên cạnh và để lại ý kiến của các bạn ở bên dưới phần bình luận để tăng tương tác với kênh. Để mỗi khi Nguyễn ra video thì các bạn sẽ là người đầu tiên nhận được thông báo. Và nếu những cô chú anh chị, những người bạn và những người em nào có những câu chuyện ma có thật của bản thân, gia đình, người quen, bạn bè, đừng ngần ngại gửi email về cho Nguyễn theo địa chỉ nguyễnnguyễn.vlog2512a@gmail.com. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân. Đường link của tất cả Facebook cá nhân, email nè, page nè, đường link group căn nhà hoang số 13, đường link TikTok, đường link kênh hồ sơ X cũng như đường link donate để ủng hộ cho Nguyễn Nguyễn, tất cả đều có trong phần mô tả cũng như bên dưới phần comment. Cảm ơn mọi người một lần nữa, và bây giờ không làm mất thời gian của mọi người, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào nội dung của câu chuyện lớn đầu tiên, bóng đèn. Câu chuyện này của một người bạn tên là Vân, nhà bạn này thì ở ngoài Bắc ha. Bạn có kể cho Nguyễn những cái sự kiện, những cái lần mà bạn bị tiếp xúc với bóng đè từ lúc còn nhỏ cho đến cái thời điểm hiện tại. Bạn này vốn dĩ là một cái người tương đối là nhẹ vía, tuy nhiên cái tính tình của bạn rất là gan dạ, và bạn kể lại cái lần đầu tiên á. Cái lần mà bạn bị bóng đè một cách cực kỳ rõ rệt là cái hồi bạn học đại học. Ở dưới quê bạn nó có một cái khu nghĩa trang, và đêm đó khi mà ra cái khu nghĩa trang chơi cùng với những cái người bạn ở trong xóm của mình á, trở về nhà thì bạn cảm thấy bình thường lắm, không có chuyện gì. Nhưng khi mà nằm lên trên giường để mà ngủ thì bạn có một cái giấc chiêm bao. Ở trong giấc chiêm bao á, bạn nhìn thấy là có một cái bóng đen. Nó đứng ngay chỗ cái cửa ra vào mà cứ nhìn bạn chăm chăm luôn. Và một hồi sau á, mặc dù là trong cơn mơ, nhưng cái cảm giác nó thật lắm, y chang như là diễn ra trong thực tại. Và bạn thấy là cái bóng đen đó tiến từ cái cửa ra vào, bắt đầu đi xuyên qua cánh cửa và đi lại gần cái chỗ mà bạn đang nằm. Chưa hết đâu nha, không biết là đàn ông hay là đàn bà, nhưng người ta giơ cánh tay ra, người ta vuốt dần từ cái cổ của bạn lên phía trên cái đỉnh đầu. Và lúc này tất nhiên là cả cơ thể của bạn nó cứng đơ hết trơn rồi, bạn không thể nào cử động được. Mặc dù bạn nhìn thấy, bạn muốn la lên để mà kêu cứu, bạn muốn la lên để coi có ai tới giúp đỡ bạn không, nhưng không thể nào phát ra được một tí âm thanh nào hết. Và cái người đó đó, sau khi mà vuốt xong rồi thì người ta mới đi ngang trên cái đầu giường đó các bạn, sau đó là ngồi thẳng trên cái thanh kê đầu giường luôn. Mặc dù không nhìn thấy rõ mặt mũi của người ta như thế nào, nhưng bạn biết chắc chắn là người ta đang cúi đầu, con mắt của người ta đang nhìn thẳng vào cái con mắt của bạn. Lúc đó thì cũng hơi hoảng hoảng ha, nhưng do tính bạn này cũng lì lắm, nên là bạn cứ nằm đó, bạn cố gắng, bạn giãy giụa, bạn cứ giãy qua giãy lại, giãy qua giãy lại một hồi á, mồ hôi nó đổ rong. Và ngay lúc đó bạn tỉnh dậy, bạn điều khiển được cơ thể của mình. Và qua ngày hôm sau, bạn có kể cho bố mẹ của bạn nghe đó, nhưng mà ông bà không tin nha, kêu là chắc là mày mệt quá nên là mày kiểu nghĩ tùm lum tùm la xong mày bị vậy thôi, tối nay mày thử ngủ sớm coi sao, coi có bị nữa không. Giống như là một câu nói cho nó qua chuyện vậy đó các bạn. Và ngay trong cái đêm thứ hai sau khi trở về từ cái nghĩa trang á, thì bạn bị luôn, bị y chang như là cái đêm đầu. Bị như vậy mặc dù là sợ thì không sợ mấy đâu, cũng có sợ như một xíu thôi, nhưng mà quan trọng là bạn cảm thấy rất là mệt. Mồ hôi mồ kê nó cứ vã ra, đầu thì rất là đau. Và khi mà thoát ra được khỏi cảm giác bóng đè đó, lập tức là bạn đứng dậy chạy ra khỏi phòng của mình, đi xuống dưới chỗ của bố mẹ đang ngủ và kêu á, là con vừa mới bị bóng đè nữa nè bố mẹ. Bạn kể ra rõ ràng là bị như thế nào. Và hồi sau thì bạn nằm ngủ lại trong phòng của bố mẹ bạn luôn. Và khi này ông bà biết chắc chắn là con gái của mình không nói giỡn rồi, cho nên sáng sớm ngày hôm sau á, không biết là bố của bạn lôi ở đâu ra một cái thanh đao,
Cái vỏ thanh đao bên ngoài nó bằng gỗ các bạn, được chạm khắc hình rồng phượng mà nhìn nó đẹp, mà tất cả những cái chi tiết á nó rất là tinh xảo, giống như là một cái món đồ cổ, một cái món đồ quý vậy đó. Bố của bạn mới nói á, nè mày đem con dao này á, mày đem thanh đao này đó, mày để ngay chỗ đầu nằm trong phòng của mày đi. Thì bạn có tò mò bạn hỏi là không biết cái đao này nhìn nó đẹp quá mà nó xuất xứ ở đâu vậy bố, mà liệu là có tin được không. Thì bố của bạn lập tức gắt luôn, giống như là bị xúc phạm hay sao vậy đó, là dạng đưa cho con mình một cái đồ ông rất là quý nhưng bây giờ bị nó hỏi là có tin được không. Thì bố mới gắt là mày không cần biết, mày không cần hỏi đâu, mày cứ để lên trên đầu giường cho tao. Và rất là may mắn nha các bạn, dường như cái món đồ cổ này á nó phát huy tác dụng. Kể từ khi bạn để lên, bạn ngủ rất là ngon luôn, không bị bóng đè, không bị mộng mị, và thậm chí là bạn cũng không có bất kỳ một cái cảm giác nào lạ lùng ở trong đêm. Sau cái sự kiện đó một thời gian thì trong gia đình của Vân có một cái câu chuyện buồn là bà nội của bạn qua đời. Và bà mất trước khi mà gia đình của bạn, cái căn nhà đó, nó bị lấy đi để mà làm đường, giống như dạng quy hoạch, tầm độ đâu khoảng vài tháng. Và các bác ở trong họ thì kêu là chắc là bà chỉ muốn sống và bà mất ở trong cái căn nhà cũ mà bà đã gắn bó với nó trong một khoảng thời gian rất dài, chứ bà không muốn mất ở một cái chỗ lạ. Và khi mà còn sống thì bà ngủ ở gian sau nhà nha. Bà thì ở tầng trệt, còn bạn Vân này thì bạn ngủ ở cái gác xếp ở trên cái tầng 1. Sau khi bà mất rồi, bạn cứ sinh hoạt như bình thường, thậm chí nhiều đêm á, bạn đi ra, đi vô, đi lên, đi xuống giữa đêm 11, 12 giờ vậy đó, mà bạn không cảm thấy sợ gì hết trơn. Và thậm chí là các cô, các bác còn hỏi á, ủa, chị ơi, bộ con Vân nó không sợ hả? Thì mẹ của bạn mới trả lời là thôi, đừng có hỏi, đừng có nói, nó nghe mất công nó sợ đó. Nhưng mà thật sự là bạn này bạn không sợ gì hết trơn nha. Tại bạn nghĩ trong đầu cái người này là bà của mình mà. Lúc sống hai bà cháu yêu thương nhau còn hết nữa. Bây giờ bạn muốn nhìn thấy bà mình lần nữa còn không được. Chứ đừng nói chi là sợ. Và cái buổi tối hôm đó sau khi bà mất, lúc này vẫn còn đang quàng trong nhà. Thì bạn, hồi trước đó thì bạn có bị nổi một cái cục u ở ngay cổ. Nhưng mà do u lành nên là bạn không bị đau, bạn không bị cảm giác gì hết. Và sau 3 ngày để tang, buổi tối hôm đó bạn đi lên gác để ngủ như bình thường, để qua sáng ngày hôm sau á thì đưa bà của bạn về quê chôn cất. Và vừa mới nằm xuống thì tự nhiên cái chỗ nổi cục u á nó đau lên một cách cực kỳ dữ dội, đau đến mức mà bạn nghĩ là bây giờ chắc chắn là phải đi bệnh viện để cho người ta chích thuốc hoặc là người ta nặng ta mổ nó ra, chứ bây giờ nó đau quá chịu không có được luôn, nó có nhức bưng 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 mà nó đỏ tấy lên luôn á. Khi này nè, đau quá không biết làm sao giờ. Thì tự nhiên bạn nghĩ trong đầu, bạn mới khấn. Bạn vừa khóc nước mắt rơi lã chả, bạn vừa khấn á là bà ơi, cháu muốn đưa bà về mà, cháu muốn đưa bà về quê mà, bà ơi bà giúp cháu, chứ cháu đau quá. Thì ngay khi mà vừa khấn xong xuôi á, độ khoảng tầm có 2-3 giây thôi, tự nhiên cái cục u nó im luôn các bạn. Nó như chưa bao giờ có một cái cơn đau gì hết. Và bạn cứ nằm như vậy, dần dà là bạn chìm vào trong cái giấc ngủ. Và qua cái sáng ngày hôm sau, trời mùa đông và về đến quê của bạn là Hà Tây lận, nắng nó chói chang lắm cả. Từ cái chỗ quê trong nhà đó, phải đi bộ ra cánh đồng tầm khoảng vài trăm mét thì mới tới được cái khu nghĩa trang. Và cái lúc đi bộ nắng nóng, nhưng mà vừa bước chân qua cái cổng nghĩa trang, không khí nó thay đổi lắm. Bạn không biết là mọi người xung quanh cảm thấy như thế nào, nhưng riêng bạn tự nhiên nó lạnh ngang luôn. Dạng ở trong cái chỗ mà người ta chết nhiều quá thì cái âm khí nó bốc lên làm cho mình dễ bị này bị kia. Và sau đó thì ngay lập tức bạn đau bụng các bạn. Đau bụng cực kỳ âm ỉ mà không phải là dạng đau bị hành đâu, mà là đau bụng bạn mắc toilet á. Tại vì cái không khí lạnh ở trong cái nghĩa trang nó dễ làm cho mình bị như vậy nếu như mà người mình dương khí nó kém. Và cứ đi qua đi lại bạn hỏi xin được chút xíu dầu gió đó, bạn xoa vào thì nó đỡ hơn chút. Và cả dòng họ nhà của Vân nè mới kêu là thôi giờ ngồi ké lên trên mấy ngôi mộ cũ xung quanh đi, chứ không lẽ giờ mày ngồi bệt xuống dưới thì dơ quần dơ áo hết trơn. Mày ngồi tạm đi, ngồi nghỉ ngơi chút xíu đi. Và nói xong thì mấy cô mấy bác trong cái lúc mà chờ tới cái giờ để mà hạ huyệt thì mấy cô mấy bác cũng ngồi lên trên những cái ngôi mộ cũ gần đó. Nhưng mà bạn thì bạn không dám nha các bạn. Nhưng đến cái lúc mà bạn đau bụng quá trời đau rồi, cho nên là bạn đành phải cố gắng là bạn vái, bạn lạy ba lạy, sau đó là bạn ngồi tạm lên trên đó, vừa ngồi vừa ôm bụng. Mà các bạn biết cái dòng mà đau kiểu vậy là mồ hôi lạnh nó túa ra khắp lưng luôn.
cố gắng chịu đựng nha, cố gắng chịu đựng. Nhưng mà gần tới cái lúc hạ huyệt rồi các bạn, các cô các bác đứng xung quanh vừa khóc lên một tiếng là bạn tới giới hạn liền. Bạn vội vàng bạn chạy ra ngoài cổng nghĩa trang, không có chứng kiến được cái lúc mà hạ huyệt của bà. Và đi ra ngoài cái là bụng của bạn đỡ đau liền. Nhưng mà bạn vẫn nói với lại cái người anh trai mình á, là thôi mượn cái xe máy chở bạn về nhà một cái người cô gần đó để mà bạn nghỉ. Và kể từ sau cái lần đó, không biết có phải là do năng lượng tâm linh nó hợp nhau, nó ám vào trong người của bạn hay không, nhưng mà cái việc bạn bị bóng đè nó trở nên với cái tần suất nhiều hơn, và những cái hình ảnh nó càng rõ rệt hơn nữa. Đặc biệt là sau khi cái nhà cũ của bạn, nhà nước người ta quy hoạch xong xuôi, người ta đền bù rồi, thì nhà bạn mới chuyển qua một cái nơi ở mới. Khoảng một năm đầu tiên, những cái việc tâm linh nó vặt vãnh lắm, nó nhỏ thôi, nó không có đáng. Nhưng đúng một năm kể từ lúc dọn vô, những cái câu chuyện rùng rợn mới bắt đầu xảy ra nè. Và cái lần đầu tiên bạn bị á, cũng là cái đêm đó đang nằm ngủ. Đang nằm ngủ rất là bình thường luôn, thì tự nhiên bạn bị đánh thức giữa đêm. Vẫn cái cảm giác giống như là cái hồi đại học á, bạn nhìn ra phía xa xa thì bạn thấy có một cái người đàn ông. Nhưng khác một chỗ là bạn nhìn được cái gương mặt, không nhìn rõ đâu, nhưng mà nhìn nó mờ. Nhưng bạn biết đó là một cái người đàn ông trung niên rồi. Cái người đàn ông đó đang đứng ở phía xa và bắt đầu chậm chậm đi từng bước một tới cái chỗ mà bạn này bạn đang nằm. Và khi sát bên cạnh rồi, ông ta lấy cái bàn tay của mình vuốt một đường từ ngực của bạn nha, lên tới đỉnh đầu, sau đó vòng ngược xuống cái bàn tay phải. Và sau cùng thì ông ta cầm bàn tay của Vân đặt vào trong cái chỗ cũ quý của ông á các bạn, ngay chỗ cái đũng quần á. Trời, ông biết sao ma quỷ mà dâm dữ vậy trời. Và nói cái này hơi bậy, nhưng mà bạn diễn tả là cái cảm giác lúc đó đó, bạn thấy cái chỗ đó đó không biết sao nó mềm mà nó, tức là nó nhũng, giống như là bạn đang đặt tay vào trong một cái vũng bùn vậy đó. Và ngay lập tức nha, bạn cảm thấy nó kinh quá đi, nó ớn ớn mà nó dơ dơ làm sao đó, cho nên là bạn mới niệm liên tục, bạn niệm là ấm mani bát mi hùm. Thì ngay lập tức cái người đàn ông đó buông tay ra, dần dần là lùi ngược về phía cánh cửa, và sau cùng là tan biến vào trong không khí. Nhưng trước khi mà ông ta rời đi các bạn, ông ta vẫn kịp để lại một cái nụ hôn ngay ở trên đầu của Vân. Và lúc mà bạn choàng, bạn tỉnh dậy, bạn điều khiển lại cơ thể của mình, chắc chắn là không phải là bạn nằm mơ đâu nha. Bạn còn cảm giác là ở trên đầu của bạn nó có một cái gì nó nhớp, mà nó còn in nguyên cái cảm giác, tức là có ai đụng vào trong thì vậy, nó lởm, mà nói chung cảm giác nó lạ lắm. Nhưng mà bạn cảm nhận chắc chắn là cái dấu hiệu ông ta vừa hôn lên trên đầu của mình vẫn còn nguyên ở đó. Và bạn sợ tới mức, bạn thấy tẩm tẩm tới mức mà bạn phải dùng tay bạn gãi liên tục một hồi sau thì mới hết. Đó là cái lần đầu tiên. Qua sáng hôm sau, bạn tính kể với mẹ của mình rồi, nhưng mà bạn nghĩ chắc là bố mẹ bạn không tin đâu, tại vì hồi trước giờ luôn luôn mặc định là bạn này bạn học nhiều quá, xong rồi bạn kiểu thức đêm thức hôm thì mệt người thì nghĩ bậy nghĩ bạ vậy thôi, cho nên bạn không kể luôn. Và bẵng đi mấy ngày sau thì mọi chuyện nó vẫn rất là bình thường, cho tới một cái hôm đó khi mà bạn đang nằm ngủ á. Bình thường bạn có một cái thói quen là để cái gối ôm ở bên tay phải, và đặc biệt là sau cái lần mà bị con ma dơ sờm kia thì bạn để bên tay phải ha, có nghĩa là bạn nằm sát vách này nè, gối ôm để bên đây. Cái hôm đó không biết làm sao, ma xui quỷ khiến sao thì bạn lại để cái gối ôm qua bên trái. Và lúc đang nằm ngủ thì bạn cảm giác là ở trên giường của mình có một người vừa mới nằm xuống, và khi quay qua đó thì bạn thấy mẹ của bạn. Tưởng là ma không à, nhưng giờ thấy mẹ của mình rồi, mặc dù là bà đang nằm quay lưng, đưa cái lưng lại về phía cái mặt của bạn đó, thì bạn mới hỏi là ôi trời, mẹ nằm đây làm con hết hồn, bộ mẹ đợi xuống nhà tắm đi tắm, bộ ba đang tắm dưới bị kẹt nhà tắm hay sao. Thì mẹ của bạn mới gật đầu á là ừ, chỉ ừ một tiếng thôi nha các bạn. Thì Vân cũng mặc kệ luôn, nằm đó tiếp tục ngủ tiếp. Nhưng ngay khi bạn vừa nhắm mắt lại á thì bạn cảm thấy lạ lắm. Ủa, sau này cái tiếng của mẹ mình mà nghe giống cái tiếng của một cái bà nào đó vậy ta. Nó vừa trầm trầm mà nó vừa khàn khàn, trong khi bình thường giọng mẹ bạn không phải vậy. Thì lúc này nè, tự nhiên cái cơ thể của bạn nó lạnh cống luôn. Nó lạnh từ chân lên tới đầu, và sau đó là bắt đầu run lên. Và bạn biết chắc chắn là mình gặp cái gì rồi. Bạn biết cái người đang nằm kế bên cạnh bạn không phải là mẹ của bạn. Cho nên
Theo cái phản xạ, bạn bắt đầu là bạn niệm chú. Bạn niệm là ấm ba ni bát mê hầm, cứ niệm liên tục như vậy. Và lúc này con mắt của bạn mở ra rồi nha, nhưng mà bạn không có quay qua bên phải đâu. Mắt hướng thẳng về lên trần nhà như vậy nè. Nhưng cái chả mắt bạn vẫn còn nhìn thấy được là cái người kia vẫn còn nằm ở bên cạnh của bạn. Và ngay cái lúc bạn niệm nhiều nhất á, thì cái vong đó bắt đầu nó xoay ngược cái đầu lại và nó hỏi bạn á, niệm cái gì vậy? Niệm cái gì vậy? Niệm cái gì vậy? Niệm lớn lên coi. Và cái gương mặt của bà ta kinh tởm vô cùng luôn. Con mắt á, nó là hai cái hố đen á các bạn. Nó không có con ngươi. Và thậm chí cái miệng của bà ta lỗ chà lỗ chỗ, toàn là răng á, chỗ có chỗ không, chỗ có chỗ không. Và biết mình gặp cái vong này cũng hơi dữ rồi, cho nên bạn sợ lắm. Tuy nhiên về cái tính của bạn này là như Nguyễn có nói lúc đầu video, cứng nha. Hết hồn trong khoảng vài giây, nhưng tiếp tục là niệm, nhắm mắt lại, cố gắng nhắm mắt lại để niệm liên tục niệm luôn. Và một hồi sau thì bắt đầu cơ thể của bạn nhẹ ra, và ngay khi bạn mở mắt á, cái vong của người phụ nữ nằm bên cạnh biến mất tiêu rồi. Cái lần thứ hai thì nó ghê hơn lần đầu tiên, cho nên sáng ngày hôm sau thì bạn có thử kể với mẹ của mình, nhưng mà giống như những cái lần đó giờ vậy đó, cô không những không tin mà còn cười khẩy nữa, giống dạng chọc bạn cô kêu á, là chắc mày hay nghĩ linh tinh, mày nằm mơ xong mày tưởng đó là thiệt cái gì. Chứ căn nhà này bình thường mà, tao với lại bố mày ở có làm sao đâu, tao chắc chắn luôn là trong căn nhà này không có ma, không có quỷ gì hết trơn á. Thì nghe xong bạn cũng không bất ngờ lắm đâu, tại vì hồi đó giờ không kể, không có lần nào mà tin, cho nên là thôi bạn cũng mặc kệ. Và kể từ sau cái lần đó, cũng có nhiều lần bạn bị đè, nhưng mà nó cảm giác nó nhẹ hơn rất là nhiều. Và có một lần bạn không nhớ chính xác là như thế nào, nhưng cũng đang ngủ thì bạn giật mình, bạn tỉnh dậy do bạn thấy á, là cái nửa người dưới của bạn lạnh toát hết trơn và không thể nào là bạn cử động được. Cái lạnh này nó ngộ lắm, nó bắt đầu lạnh từ bàn chân và nó lan dần lên. Và bị nhiều rồi, bạn có kinh nghiệm cho nên ngay lập tức bạn niệm ấm bani bát mê hầm. Và cứ niệm liên tục như vậy thì dần dà bạn chìm vào trong giấc ngủ. Và đêm đó ngủ rất là ngon, không có bị đánh thức nữa. Tuy nhiên không phải lần nào bạn cũng kịp thời nhận ra đâu nha. Có một lần sau đó khoảng độ tầm 2 tháng đó, đang nằm ngủ thì lần này xảy ra trong cái giấc chiêm bao. Bạn thấy là mình đang đứng ở trong phòng ngủ của cái căn nhà cũ, căn nhà ngày xưa mà bạn với bà nội sống mà sau này bị quy hoạch rồi đó. Bạn vẫn đang nằm ở trên giường nhưng mà nằm cái hướng ngược lại so với cái lúc ngày xưa. Có nghĩa là cái đầu hướng vô trong nhưng cái chân của bạn á, thì hướng ra cửa chính. Nó giống hệt như cái tư thế nằm của người chết đang liệm vậy đó các bạn. Và ngay lập tức bạn nghe thấy tiếng của một cái người phụ nữ. Cái người phụ nữ này bạn đoán độ tầm là còn trẻ lắm. Cứ cười khanh khách ở bên cái lỗ tay trái của bạn. Và người ta phà dần những cái hơi lạnh khiến cho cái đầu của bạn nó ê buốt luôn. Tuy nhiên, rất là may mắn cho bạn, trong cái giấc mơ đó bạn điều khiển được tay chân của mình. Bạn chắp hai tay và bạn niệm Phật, ấm ba ni, bát mê hầm. Và bạn có khấn nguyện ở trong đầu là nếu con có làm gì sai thì xin ông bà, xin những người khuất mặt khuất mài tha lỗi cho con. Và ngay khi vừa khấn xong cái câu đó, mọi thứ biến mất một cách nhanh chóng luôn. Bạn chớp mắt một lần và khi này tỉnh lại ở trong cái thực tại, bạn thấy mình đang nằm ở trên cái giường ngủ trong cái căn nhà mới. Và ở trong căn nhà này có nhiều những cái câu chuyện tâm linh dạng như là bị che mắt xong bị giấu đồ lắm. Có một lần nọ, bạn đặt đồ ở trên Shopee và lúc khui thùng hàng ra có mẹ của bạn bên cạnh luôn nha. Cả hai mẹ con tìm thì không có thấy một cái món, là cái món bánh gấu, là một cái gói bánh á. Không biết gói gì nhưng mà đại loại nôm na cái gói bánh nó to lắm. Và lúc bạn đặt á thì bạn đặt nhiều món linh tinh nhỏ khác, nhưng trong thùng hàng những món linh tinh thì có, nhưng cái gói bánh gấu cũng là cái món hàng chính thì lại không thấy đâu. Thì bạn mới nghĩ trong đầu chắc là cái người bán người ta quên bỏ vào đây rồi. Thì bạn mới nhắn tin cho cái người chủ shop bạn hỏi. Và cái người chủ shop á, người ta gửi lại một cái video được trích xuất từ CCTV. Cái video ghi rõ ràng là cái người chủ đã cho cái gói bánh gấu vào đầu tiên luôn. Nhưng khi này bạn mở ra thì bạn lại không thấy. Tìm đi tìm lại cũng không có. Mà cái thùng nó nhỏ xíu à. Tức là cái gói bánh gấu nó chiếm gần như toàn bộ diện tích. Thì không thể nào mà nó có thể lạc đi đâu được hết. Và lúc này nè, rơi vào cái thế gọi là tình ngay lý gian đó. Cái người chủ shop thì tất nhiên là bạn cũng sợ là người ta nghĩ bạn là kiểu đã đặt hàng xong rồi, giả vờ mất để mà vòi thêm một cái gói nữa. Thì bạn rất là xin lỗi, bạn rất là thành khẩn xin lỗi người ta luôn. Là bạn không có để ý, bạn không biết phải giải thích làm sao hết trơn.
Thêm một cái nữa, ở trong nhà hay bị xô lắm. Bạn với em bạn ha, hay bị ngã cầu thang mà ngã đúng có một chỗ duy nhất thôi. Tuy nhiên, là cái người em của bạn té thì bao giờ nó cũng bị bầm tím chỗ này chỗ kia bị đau lắm. Nhưng còn riêng bạn thì tiếp đất khá là an toàn. Và vào những cái buổi tối, lúc bạn đang đứng ở trong bếp để nấu ăn, thì cảm nhận rõ ràng là có một người nào đó đứng ở đằng sau, giống như là đứng ngay sát sau lưng bạn như nè, nhón lên phía trước để mà coi là bạn nấu cái món gì. Tại vì khi có ai đó đứng sau mình thì cái dòng khí á các bạn, nó làm cho mình cảm giác được liền à. Tuy nhiên, mỗi một lần bị như vậy, bạn quay đầu ra thì lại không thấy ai hết. Bạn biết những cái người ở trong cái căn nhà này hiền thôi, chứ không giữ gì mấy đâu. Nếu như có thì người ta cũng hay hơi quạo quạo vậy. Giống như là cái cô mà cô, cái vong á, mà giả dạng là mẹ của bạn nằm ở trên giường thì người ta cũng chỉ muốn chọc bạn vậy thôi, chứ cũng không có ý là làm hại hoặc là giết bạn hay làm sao hết trơn. Lúc đầu thì bạn còn cảm thấy phiền, nhưng sau một vụ như thế này, bạn nhớ rõ là cũng trong một cái buổi tối, bạn vừa mới nấu xong một cái nồi canh, vừa mới tắt lửa luôn nha các bạn. Có nghĩa là nước sôi á, nó đang rất là nóng, khói bốc lên nghi ngút. Và lúc mà bắt xuống thì đáng ra là Vân phải cho cái nồi canh này sát vào trong cái kệ bếp. Nhưng mà không biết vì cái lý do gì bạn ẩu đản hay làm sao đó, thì bạn lại để cái nồi canh ở sát mép của cái kệ bếp. Có nghĩa là phân nửa của cái nồi nước sôi nóng hổi đó đang nằm ở ngoài khoảng không. Và ngay lập tức là cái tay của bạn bị run và bạn té ngược ra phía sau. Theo cái quán tính và những cái vụ tai nạn bị phỏng thông thường như vậy đó, khi mà mình té ra phía sau vừa mới đặt cái nồi canh xuống mà, thì mình sẽ kéo theo luôn cái nồi canh. Và chắc chắn nếu lúc đó đó nước sôi như vậy đổ lên trên chân, trên đùi của bạn là bạn bị phỏng rồi. Nhưng mà bằng một cách rất là kỳ diệu nha, tự nhiên bạn lại lấy tay, bạn đẩy ngược cái nồi canh vào bên trong, bạn té xuống đất. Bình thường thôi, không đau đớn gì hết. Nhưng cái lúc đứng lên, bạn nhìn về vị trí đó thì bạn thấy là nồi canh không bị đổ ra bất kỳ một giọt nước nào hết. Rõ ràng rồi, là bạn đã được một trong số những cái vong hồn ở trong nhà này vừa cứu bạn một cái bàn thua trông thấy. Thì bạn có khấn nguyện, bạn nghĩ thầm ở trong đầu á, là con không biết là ai cứu con, nhưng mà con xin cảm ơn. Lúc mà bố mẹ của bạn đi làm về, thì cũng giống như lần trước, bạn cũng kể thử cho bố mẹ nghe coi nó làm sao. Tại vì rõ ràng là nếu theo một cái vật lý như vậy thì chuyện này khó khả năng mà xảy ra lắm, gần như là chỉ có 1% thôi. Nhưng bố mẹ bạn cũng không tin đâu, kêu chắc mày lại nghĩ tùm lum tùm la rồi, ai mà làm chuyện đó không được rồi này kia các kiểu. Thì thôi bạn cũng cười cười và bỏ qua. Và tiếp một cái thời gian nữa, ở trong nhà này thì mọi thứ cũng rất là bình thường, không có chuyện gì gọi là quá kinh khủng, cho đến một cái dịp nọ. Cái dịp này hình như là gần rằm hay sao đó, tự nhiên cái âm khí nó tăng cao lên và làm cho bạn nhìn thấy được nhiều những cái sự nó ghê rợn hơn. Cái câu chuyện đầu tiên xảy ra vào lúc mà bạn đang nằm ngủ, thì bạn có một cái giấc chiêm bao. Bạn mơ thấy mình đang đi vệ sinh ở dưới, xong bạn với tay bạn tắt đèn, vừa tạch một cái, thay vì xung quanh nó sẽ trở lại một màu đen, nhưng mà bây giờ nó trắng xóa luôn, và người của bạn cứ cứng đơ, không có cử động được. Lúc đó trong đầu nghĩ, đây là đâu vậy? Tại sao mình lại ở đây? Mình định làm gì? Nhưng mà sao nhìn xung quanh nó chỉ có một cái màu trắng như vậy? Và rồi cứ đứng đó nha các bạn, không biết phải làm cái gì, không biết phải đi đâu. Bạn chỉ có biết niệm Phật ở trong đầu, nhưng mà chưa niệm hết câu, thì mọi thứ nó bắt đầu nó hiện rõ ràng lên. Bạn thấy cái quang cảnh này á, nó chính là cái phòng ngủ cũ của bạn trong cái căn nhà cũ đã bị quy hoạch. Nhưng mà bạn không phải nằm ở trên giường đâu, mà bạn đang đứng ở sát ở trên cái trần gỗ. Bạn nhìn xuống bên dưới, bạn thấy rõ ràng là một cái nhân dạng nào đó rất là giống mình đang nằm ở trên giường, vẫn đang ngủ nha. Nhưng mà kế bên cạnh xuất hiện hai người phụ nữ. Hai cái người phụ nữ này gương mặt rất là lạ, cực kỳ vô hồn mà Vân không quen họ. Một người đứng phía trước, một người đứng phía sau và đều hướng mắt về phía cái giường ngủ của Vân. Và ngay lập tức Vân nhìn thấy á, cái người đứng phía trước giơ cái bàn tay về chỗ cái xác Vân đang nằm, không biết để làm cái gì. Nhưng ngay lập tức người đứng phía sau cũng giơ hai cái bàn tay ra bóp chặt lấy cổ của người đứng phía trước, sau đó nhấc bổng lên trên không trung. Cái người đầu tiên các bạn liên tục là vùng vẫy hai cái chân này nè, nhưng mà người phía sau nắm rất chặt, không có buông ra. Và Vân tả lại cái giáp dáng của họ đó, người đằng trước tính làm cái gì Vân thì mặc một cái bộ đồ giống như là bộ đồ của bệnh nhân vậy đó. Nhưng cái người phía sau tóc rất dài, mặc một cái váy màu trắng. Cả hai đứng ở đó giằng co qua lại một hồi,
thì đồng loạt biến mất, và ngay lúc này Vân cũng tỉnh lại. Và đó là kết thúc cái lần đầu tiên. Qua đến cái lần thứ hai, trong cơn mơ thì Vân thấy mình đang đi từ xa tới đúng vị trí của miếng đất mà Vân đang ở. Tuy nhiên khi này nó chưa có cái nhà, mà thấy những cái chú công nhân á, những cái chú mà thợ hồ đó đang xây dựng, đó là đang đào móng xong rồi đang dựng cột nhà lên này kia các kiểu. Tuy nhiên căn nhà trong thực tại rất là nhỏ, nhưng mà đây á, giống như người ta đang xây một cái cung điện vậy các bạn. Và ở đằng trước sân có một cái ông thầy Pháp, ông đang đứng ổng cúng. Dạng như là trên miếng đất này nó có cái gì mà ông phải bày một cái lễ cực kỳ lớn. Và Vân không đi một mình, Vân có nắm tay dẫn theo cái người em của mình nữa. Đi vào trong sân trước, đang đứng coi ông thầy, thì đột nhiên con bé em á, cái đứa em á, nó mới leo lên trên một cái tấm lưới rất là to. Thì lập tức Vân kéo xuống, Vân kêu là đứng yên đi, không có được leo tầm bậy tầm bạ, không có được đi lung tung. Cả hai chị em đứng kế bên cạnh ông thầy, thấy ổng đang múa may quay cuồng ở trước một cái bàn lễ rất là lớn. Thì đột nhiên, ngay từ trong trung tâm của ngôi nhà đi ra 5 người ăn mày. 5 người này nè, mặc quần áo rách rưới lắm các bạn, đi từ bên trong về phía chỗ ông thầy Pháp cùng với lại chị em của Vân. Và sau đó họ vây thành một cái vòng tròn. Và đến lúc này, Vân thấy là ông thầy tự nhiên á, ổng xô đổ nguyên cả cái bàn lễ luôn. Người của ổng rung lên bần bật mà cái mặt cắt không còn giọt máu nào. Ổng quay lại làm sao á, ổng bỏ chạy ra khỏi cái khu đất. Vừa chạy ổng vừa la lên quá trời la, thậm chí là ổng còn vứt lại luôn cả pháp khí của ổng á. Vân nhớ nó là một cái cây quạt. Nhìn lại nha, hai trong số 5 cái người kia á, lúc đầu chỉ quay thành một cái vòng tròn, mỗi người cách nhau rất một khoảng rất là xa. Nhưng bây giờ hai trong số 5 người họ đã dần dà tiến lại chỗ của chị em Vân. Mà cái dáng đi của họ các bạn, nó cứ gập gù, giống như là cái chân của họ bị si cà que, bị trật, bị què hay sao đó. Cứ đi càng ngày càng tới gần chỗ của chị em Vân. Lập tức Vân lượm cái quạt pháp khí của ông thầy lên, nhưng bạn đâu có biết làm cái gì đâu. Chỉ chỉa ra trước mặt vậy nè, giống như cảnh báo hai cái người đó đừng có tiến lại đây nữa. Tay còn lại thì giữ chặt cái đứa em của mình. Và bắt đầu là bạn niệm Phật, niệm rất là lớn. Tuy nhiên những cái người đó chỉ dừng lại một xíu thôi. Cái khuôn mặt của họ giống như là hai cái người đàn bà trong cái lần trước á. Nó vô cảm như một con ma nô canh vậy đó các bạn. Và rồi bắt đầu là họ tiến tới. Vẫn là những cái bước đi gật gà gật gù, nó khắp kha khắp khiển. Và ngay khi mà họ sát bên chỗ của Vân rồi, lập tức nha, hai người này nè đưa cái gương mặt của họ áp sát vào trong mặt của Vân, và lập tức bạn hét lên một tiếng rất là lớn. Và ngay lúc đó bạn tỉnh lại ở trong cái thực tại. Mồ hôi mồ kê coi như là vã ra như tắm luôn rồi. Chắc chắn cái này không phải là một cái giấc mơ bình thường, tại vì từ lần đầu tiên cho đến cái lần thứ hai này nó cách nhau cũng gần lắm các bạn. Hồi đó giờ ở trong nhà này cũng hơn cả năm trời, có thấy gì đâu, sao tự nhiên bây giờ nhìn thấy toàn là những cái điều nó rất là ghê rợn. Tuy nhiên chưa dừng lại đâu. Cái lần tiếp theo đó, cũng trong một cái giấc mơ, bạn thấy là mình đang đi từ trong nhà ra ngoài đường, nhưng cảnh vật ở phía trước á, nó lạ lắm, nó không giống như là cái khu bạn ở thường ngày. Và ngay khi đang quay qua quay lại thì bạn thấy có một cái người đàn ông. Cái người này tầm khoảng hai mấy độ 30 tuổi, rất là cao ráo nhưng đẹp trai lắm nha các bạn. Mặc dù bạn không thấy rõ mặt nhưng bạn cảm giác là cái người này rất là đẹp trai luôn. Người ta chìa tay ra kêu bạn á, là đi theo ảnh đi chơi. Thì bạn cũng nắm tay ảnh và cũng đi thiệt nha các bạn. Từ cái chỗ của bạn á, đi khoảng tầm qua vài con đường nữa, tự nhiên trước mặt nó là một cái làng quê. Một bên là nhà, một bên là cái đường ven sông trải dài, có rất là nhiều tiểu thương, người ta đang buôn bán tấp nập lắm. Thì cái người dẫn bạn, cái anh đó, ảnh kêu á, nè, cái chỗ này nè là cái chỗ cái bà bán vải, xong cái chỗ này là cái chỗ anh hay ghé chơi, xong rồi chỗ kia là cái chỗ ba mẹ anh. Nói chung là chỉ rất là rõ luôn, giống như đây là quê của ảnh vậy đó. Mà hai người vừa đi rất là tình cảm, vừa đi vừa khoác tay nhau. Người đó giới thiệu xong xuôi rồi, sau cùng là dẫn vào trong một cái ngôi trường. Cái cảm giác nó cực kỳ thật các bạn, từ cái cổng trường cho đến những cái dãy bàn ghế, cái phấn, xong rồi cái bảng, nó thật một cách kinh khủng luôn. Bạn không nghĩ là mình nằm mơ đâu, như là thật vậy đó. Và một hồi sau thì ảnh kêu á, là thôi em về đi, ngày mai á, mình lại gặp nhau tiếp. Và ngay khi này bạn bừng tỉnh dậy, bạn thấy là mình đang nằm ở trên giường, nhưng mà cái cơn mơ này bạn nhớ rất là rõ, không thể nào bạn quên được. Và chắc chắn nó cũng là một cái điềm gì đó bạn nghĩ là nó không nên.
Khi này nè, bạn nhớ rất là rõ ràng cái giấc mơ và bạn biết có thể là một cái dấu hiệu của duyên âm hay là cái gì đó. Nói chung về cơ bản là không có nên để cho nó tiếp tục. Cho nên cái buổi tối ngày hôm sau thì bạn mới mở kinh Phật cũng như là cái nhạc thiền á, để mà bạn dễ ngủ hơn. Và quả nhiên là không gặp lại cái người đàn ông đó. Qua ngày thứ 2, ngày thứ 3, ngày thứ 4, ngày thứ 5 cũng không gặp. Đêm nào cũng mở kinh Phật, cũng mở nhạc thiền. Cho đến ngày thứ 6 có một cái việc mà bạn quên. Cứ nằm xuống trên giường mệt quá là bạn ngủ liền. Và ngay cái lúc đang ngủ bình thường á, khi này không phải xảy ra trong mơ nữa mà trong cái thực tại luôn. Đang nằm trên giường, tự nhiên bạn giật mình dậy, thấy là cơ thể đang nằm nghiêng ha. Cái lưng của bạn thì đưa ra phía ngoài, bạn nằm sát vách bên tay trái là cái vách mà, và bạn nằm nghiêng ra phía ngoài vậy nè. Thì bạn cảm nhận là có một cái người nào đó đang bước đi ở trong phòng của bạn, bước từ ở phía xa xong bước lại gần. Và cuối cùng người ta dùng hai cái bàn tay bóp chặt lên cổ của bạn. Nhưng may mắn một chỗ là do bạn nằm nghiêng, nên là mặc dù bóp như vậy bạn cũng không có bị khó thở lắm. Nhưng chưa hết đâu nha. Khi mà bóp càng ngày càng ra sức, bóp rất chặt, và người ta còn đưa cái đầu qua để giống như là cho bạn nhìn thấy cái mặt của người ta vậy đó. Người ta kêu là tại sao vậy? Tại sao vậy? Giống như là vong này người ta không có hài lòng về cái chuyện tại sao gặp người ta một lần, qua ngày hôm sau lại mở kinh Phật để đuổi người ta đi. Không những vậy, bạn còn nghe rõ được cái tiếng thở dốc của anh ta đó, thở phì phò lấy hơi lên, giống như kiểu là người này đang cực kỳ là giận dữ. Mặc dù lúc đó bị đè, tuy nhiên bạn vẫn có thể cử động được hai cái tay của mình, mặc dù một cách nó rất là khó khăn. Bạn mới cố gắng dùng hết sức á, lấy hai cái bàn tay để gạt cái bàn tay của người kia ra. Nhưng ngay cái lúc chạm vào, cái làn da của người đó nó lạnh như là băng vậy đó. Và trên năm đầu ngón tay, năm cái móng á, nó nhọn mà nó sắc cực kỳ luôn, nó bấu vào trong cái bàn tay của bạn. Một bàn tay của anh ta thì bóp cổ, một bàn tay thì bấu vào trong cái bàn tay của bạn Vân. Lúc đó đau lắm, sợ nữa, nhưng mà chưa tới mức khóc, chưa tới mức hoảng loạn đâu. Bạn cố gắng giữ bình tĩnh, bạn niệm Phật. Bạn vẫn niệm mấy câu thần chú là Om Mani Padme Hum. Trong tất cả những cái lần bạn gặp chuyện tâm linh, bạn đều niệm câu thần chú này hết. Và may mắn là tất cả những cái lần đó nó đều có công dụng ha. Niệm được đâu khoảng tầm 30 giây đến 1 phút á, thì bạn vùng bạn tỉnh dậy được. Cái người đàn ông đứng sau lưng bạn tan vào trong không khí. Xung quanh phòng thì tối thui, mồ hôi mồ côi vã ra như tắm, và nhìn thẳng lên trên đồng hồ. Lúc này là 3 giờ sáng. Cảm giác trên cổ của bạn nó hằn nguyên một cái dấu luôn. Sau khi trải qua một cái vụ nó ghê rợn như vậy, tại vì nó tác động trực tiếp rất là nhiều, bạn mất một khoảng thời gian sau thì mới bình tĩnh lại được ha. Và cái sự kiện, cái câu chuyện cuối cùng trong căn nhà này á, là do một cái lần bạn vạ miệng. Lúc đó buổi tối rồi, đang lơ mơ chuẩn bị ngủ, thì người em của bạn, bé em của bạn đó, nó tập nhảy ở trên lầu, nhảy ngay trên đầu luôn, nhảy uinh. Mà con bé đó nó nặng tầm đâu khoảng 70kg. Cái buổi tối yên tĩnh, xung quanh không có mấy âm thanh, cho nên cái tiếng động này nghe rất là rõ. Và do là cũng rất bực bội nên là bạn có buộc miệng, bạn chửi thề một câu. Rồi sau thì cũng nằm xuống giường chìm vào trong giấc ngủ, và tất nhiên là bạn bị đè. Nó khác những cái lần trước á, mỗi lần bị vậy, bạn chỉ cần niệm Phật, khi mà tỉnh dậy rồi thì sẽ không bao giờ bị lại. Nhưng ngay cái đêm đó, bị đè nè, bạn niệm Phật như bình thường nha, tỉnh dậy rồi, nằm xuống ngủ tiếp, nhưng lại tiếp tục bị đè. Lại niệm Phật, lại hết, xong nằm xuống ngủ tiếp, lại tiếp tục bị đè lần thứ 3. Và cái quá trình này nó lặp đi lặp lại đến đâu phải 6-7 lần vậy đó. Và khỏi phải nói rồi, rất là mệt luôn. Cái lần cuối cùng khi mà bạn tỉnh dậy là bạn coi như bạn hoảng quá trời rồi. Mồ hôi mồ kê đổ ra, nó đau đớn, cơ thể nó mềm nhũn giống như là mình bị sốt rét mà bị hành vậy đó. Thì bạn có khấn xin ông bà của mình là ông bà ơi, tổ tiên cứu con, chú bác ơi cứu cháu với. Và bạn có với tay bạn lấy cái điện thoại để mà bạn bật cái nhạc thiền, cái nhạc trị liệu đó. Trong cái khoảng thời gian này không biết vì lý do gì mà Vân không có nói rõ là bạn không có nghe kinh Phật nữa. Bạn mở cái nhạc trị liệu đó, nhạc thiền đó, thì bạn mới cắm cái tai nghe vào với cái hy vọng là đêm nay mình sẽ được ngủ ngon. Nhưng không đâu. Nhạc vừa mới vang lên được độ tầm khoảng có vài giây thôi thì lẫn ở trong đó, từ cái phía bên cái lỗ tai phải nha các bạn, có giọng cười của một cái người phụ nữ. Mà cười theo kiểu là
Tức là cười kiểu khinh khinh á, có nghĩa là bình thường, ý người ta nói á, bình thường mày bị như vậy mày niệm Phật còn không ăn thua, huống chi là mấy cái nhạc này. Và lúc này biết chắc chắn là không ổn rồi, bạn mới nằm nghỉ. Không rõ vì sao mà bạn lại bị đè một cách liên tục. Thì bạn có nhớ lại trong những cái lần trước, mỗi lần trong gia đình, trong nhà này, trên cái miếng đất này mà bạn vạ miệng cái gì đó thì kiểu gì người ta cũng sẽ hiện về để người ta nhắc nhở. Thì bạn mới nhớ, chết rồi, ban nãy mình lỡ mình chửi con em của mình. Nhưng mặc dù là bạn chửi bậy nha, nhưng mà bạn chửi em bạn chứ đâu phải là bạn chửi những cái người khuất mặt khuất mày đâu, sao tự nhiên bây giờ lại hiện về để mà đè bạn, để mà hành hạ bạn như vậy. Tuy nhiên lúc đó, để thoát khỏi cái cảm giác này thì bạn cũng xin lỗi, bạn cũng chỉ nguyện ở trong đầu là nếu như con có nói cái gì không đúng thì cho con xin lỗi, cho con xin lỗi, đừng có hành hạ con, để cho con ngủ. Thì khi vừa khấn xong, ngay tắp lự luôn, cơ thể của bạn bắt đầu nhẹ dần đi, không còn bị lạnh, không có còn cảm giác mệt mỏi nữa, và dần dà là bạn chìm vào trong cái giấc ngủ. Và đến sáng ngày hôm sau, tỉnh dậy khỏe mạnh như là bình thường. Và đến đây là kết thúc câu chuyện lớn thứ nhất, qua đến câu chuyện lớn thứ hai, cũng chính là tiêu đề của video ngày hôm nay: Trùng tang 1995 và sự linh thiêng của ông tổ nhà họ Trần. Câu chuyện này của một người chị gửi về cho Nguyễn Nguyễn. Mặc dù chị không nói chính xác là ở chỗ nào, nhưng mình đoán dựa trên cái dữ kiện chắc là khu vực ngoài Bắc. Vào khoảng đầu những năm 1990 thì người cô ruột của chị tên là cô Tuyết, tạm gọi tên cô Tuyết đi. Cô lập gia đình cùng với một cái người đàn ông họ Trần. Và ở ngoài Bắc, những cái người nào mà theo đạo ông bà thì các bạn biết là họ có một cái nhà thờ tổ xây riêng rất là lớn để mà thờ những cái tổ tiên ở trong dòng tộc. Ví dụ như là họ Đỗ, họ Trần, họ Lý, họ Lê. Và trong những cái họ này thì họ chia ra làm những cái nhánh trên, nhánh dưới, chi chính, chi phụ. Và cái chuyện thờ tự rất là được chú trọng luôn. Và người chồng của cô Tuyết này thuộc họ Trần, cùng xã, cách nhà độ khoảng tầm 2 cây số. Và do cũng gần nhà mẹ ruột của mình nên hầu như là sáng ngày nào đi chợ đó. Nhà mẹ ruột cô Tuyết thì gần chợ, nếu muốn đi tới chợ bắt buộc phải băng ngang qua nhà mẹ ruột, cho nên mỗi sáng thì cô đều ghé qua chơi chút xíu xong rồi cô về. Thời gian cứ như vậy trôi qua cho đến năm 1995, khoảng độ chừng giữa năm đó, thì nhà mẹ ruột cô Tuyết hay tin là bên nhà chồng của cô có một cái đám tang. Và khoảng thời gian sau đó, gần 2 tháng, mỗi buổi sáng như hồi trước á, thì con gái hay ghé, nhưng giờ không thấy cô Tuyết ghé nữa các bạn. Tuy nhiên mọi người cũng chỉ nghĩ là nhà bên đó có người mới mất, chắc là ông phải lo cúng kiến thờ tự, cúng cơm đồ, bận bịu chuyện này chuyện kia nên là bận không ghé thôi, chứ không có nghĩ câu chuyện gì sâu xa đâu. Mãi đến tầm khoảng 2 tháng sau, trong một lần cô Tuyết cũng quay trở lại nhà mẹ ruột của mình, và ngay khi cô bước vô thì ai nấy cũng hết hồn hết trơn. Do thấy là cô này nè, cái mặt của cổ gầy rợp à, cổ xanh xao, giống như là trong cái khoảng thời gian vừa rồi á, cổ đã phải trải qua một chuyện gì đó kinh khủng lắm, nên mọi người cũng hơi lo. Mới kêu là Tuyết Tuyết Tuyết, mày ngồi xuống mày kể tao nghe coi có chuyện gì mà sao thời gian cái mày biến mất mà giờ cái mặt của mày á thấy ghê quá vậy, con bị bệnh hay bị sao? Thì đúng như là cái dự đoán của mọi người á, cái khoảng thời gian khi mà cô không qua nhà mẹ của mình nữa, đúng là bên nhà chồng cô xảy ra câu chuyện phải nói là cực kỳ rùng rợn luôn. Quay trở ngược thời gian vào tháng 6 âm lịch cùng năm 1995 đó, ngay cái đợt mà bên nhà chồng có cái người mất đó. Cái người mất này là một ông bác họ nhánh trên nha. Ông này bệnh lâu năm lắm rồi, dạng như những ngày cuối đời mà ông nằm thoi thóp đó, là kiểu người nó đau đớn vô cùng, chịu hành hạ, chịu giày vò. Và ngay cái lúc mà ông trút cái hơi thở cuối cùng đó, mọi người cũng mừng cho ổng tại vì giờ ổng được giải thoát rồi. Sau thì cũng làm đám tang, cũng đủ thứ cái nghi lễ này nọ đúng theo cái phong tục của họ. Và không ai nghĩ câu chuyện tâm linh gì luôn, do sinh lão bệnh tử nó không có gì đáng nói hết trơn á. Nhưng đúng một tháng sau, rơi đúng vào tháng 7 âm lịch nha các bạn, cháu nội của cái ông bác này nè, tên là Khanh, năm đó tầm khoảng 12 tuổi, có đi xem múa thiếu nhi vào buổi tối. Cô Tuyết nhớ rất là rõ, cô nghe kể lại là tầm đâu khoảng 7 giờ rưỡi đến khoảng 8 giờ thôi.
Do là quê cô ngày xưa đó, trẻ em tầm 12 đến 15, 16 tuổi là thường được, giống như mấy người trên ủy ban, người ta gọi tới để tập hợp tổ chức mà tập múa thiếu nhi để mừng cái ngày cắm trại Trung thu rằm tháng 8. Và thường là mỗi cái buổi cuối tuần thì sẽ có một cái lần tập như vậy. Thì bé Khanh này nè, bé mới đi ra cái sân kho, là cái sân dạng như sân sinh hoạt chung của xóm đó, để mà coi tập múa. Nhưng mà do thời điểm đó là tháng 7 nên là trời mưa bất thường. Và lúc bé đang đi giữa đường thì có một cái cơn mưa lất phất rất là nhẹ. Và do trẻ em dưới quê các bạn dạn dĩ lắm chứ không phải canh kỹ như thành phố đâu. Ví dụ 10, 11 tuổi là đi vòng trong xóm chơi mình được rồi, biển đâu có ai đâu bắt cóc. Với lại thời đó còn nghèo nữa, đâu tống tiền bắt cóc để làm gì đâu. Thì có lúc mà bé đi như vậy, thấy trời mưa lất phất, cho nên là cái chị mà phụ trách cho những cái bé mà tập ở ngoài cái sân kho đó, chỉ kêu là thôi giờ mưa rồi, thôi mấy em về đi, không mấy giờ mưa lớn hồi kiểu tập cũng không được gì nữa. Nhưng mà bé Khanh này bé đâu biết, bé cứ đội mưa ra tới chỗ đó, nhìn thì không thấy ai hết. Thì bé biết chắc thôi mọi người nghỉ rồi, nên là bé mới quẹo qua nhà của một cái người trong xóm, cách đó khoảng độ chừng 15-16 bước chân vậy thôi. Bé ngồi trong đó để mà bé coi tivi. Nhưng mà tầm khoảng 30 phút sau á, không có gì hay cho nên là bé ra về. Và tới đoạn này nha các bạn, người ở nhà bé đó, ba mẹ của bé ngồi ở nhà đợi hoài, xong thấy con mình về ta mà trời mưa cũng đinh ninh, chắc là ở ngoài sân kho người ta không tập đâu. Nhưng đợi hoài không có thấy bé về, cho nên hơi lo lo rồi, chạy ra ngoài để mà kiếm. Bị trời càng lúc là nó càng nặng hạt hơn, có thể là sợ bé rớt xuống sông hoặc là rớt xuống ao hồ gì đó. Thì chạy ra ngoài sân kho không thấy ai hết, thì chạy qua tiếp tục cái nhà mà coi tivi á. Tại bình thường là bé cũng hay ghé đó, thì có hỏi là ủa hồi nãy bé Khanh nó có ghé đây không. Thì người ta mới kêu là có, hồi nãy bé Khanh nó có qua đây nè, nhưng mà nó về độ khoảng 20 phút, 30 phút gì rồi. Thì nghe xong ba mẹ của bé rất là lo sợ, quá trời sợ, mới vội vàng là kêu mọi người túa nhau ra để mà kiếm, nhưng kiếm ngoài không thấy. Và đến độ đâu tầm khoảng 8 rưỡi gần 9 giờ các bạn, trong xóm có một cặp vợ chồng tên là chú Hùng với cô Dương. Hai vợ chồng đang ngồi trong nhà nè, tự nhiên nghe tiếng cái bầy heo, nghe tiếng cái đàn heo ở ngoài chuồng á, nó kêu lên ầm ĩ, nó kêu lên quá trời kêu, kêu rất là lớn. Thì khi này thím Dương mới quay qua kêu chú Hùng á là anh ơi, anh ra cho heo ăn đi, chắc là nó mới đẻ nên là đói, nó không có đủ sữa cho con nó bú đâu. Thì do là kinh doanh mà, nghe vợ nói như vậy thì chú Hùng chú mới vội chạy ra cái bể lọc, chú múc nước, chú hòa cám cho heo ăn. Thì bất giác là cái gào nước á, chú đụng phải một cái vực gì đó. Giật mình các bạn, giữa đêm rồi, làm gì có cái gì dưới cái bể lọc của mình, bình thường làm gì có đâu. Chú giật mình lắm, chú lùi lại sao nhìn cho kỹ thì chú thấy là có người đang ở trong cái bể nước của nhà chú. Do ban đêm, mưa nữa, đâu có trăng đâu, chú không biết là ai hết trơn. Trong đầu chú nghĩ chắc là thằng ăn trộm nào rồi, tính vô đây để mà trộm heo của tao, bây giờ thấy tao ra mày trốn ở đây hả. Thì chú mới quát lên là ai trong đó bước ra. Quát mấy lần liên tục nhưng không thấy có tiếng trả lời, cho nên chú bực quá, thằng này mày làm liều đúng không. Chú bước tới các bạn, chú nắm tóc của cái người ngồi ở trong đó, chú giật một cái thì phát hiện chính là con bé Khanh nhà hàng xóm luôn. Nhưng cái điều làm cho chú hoảng sợ đó các bạn là con bé Khanh này nè, nó ngồi trong tư thế là chồm hổm, mặt thì cúi xuống cái bể lọc nước, nhưng trên người của nó không mặc bất kỳ một cái mảnh vải che thân nào hết. Và đặc biệt trên cổ của nó có đeo một cái quần lót, chính là cái quần lót của nó luôn. Người bình thường đâu ai mà làm vậy các bạn. Mà giải thích một xíu cho những bạn nào chưa biết ha, thường những cái hộ chăn nuôi á, họ sẽ có một cái bể lọc. Cái bể lọc này cũng cạn lắm, tức là nó không có phải là quá sâu đâu. Cái bể lọc là nằm dưới, ở bên trên cái bể đó nó có một cái bể đựng cát, đựng đá, thì nước sẽ đổ vô để lọc ở trên, sau đó là mới chảy xuống dưới. Và khỏi phải nói rồi, sợ lắm chứ, tự nhiên nửa đêm nửa hôm thấy một con nhỏ ngồi trần truồng trong cái bể nước của nhà mình, trên cổ lại đeo một cái quần lót của chính bản thân nó. Cho nên chú sợ mà, chú trấn tĩnh lại nha, cố gắng bình tĩnh lại, xong rồi chú lôi con bé Khanh ra ngoài. Lập tức là chú hô hoán mọi người. Và khi câu chuyện tới tai của bố mẹ bé Khanh, ba mẹ bé Khanh, do là nhà ông sát vách hàng xóm mà, lập tức là chạy qua, thấy con như vậy liền sơ cứu. Nhìn thì biết rồi, thôi xong rồi, chắc chắn là con nhỏ đã bị nhập luôn, cho nên mới lấy cây roi dâu đánh túi bụi vào trong người của con bé. Và cứ đánh như vậy liên tục, liên tục, liên tục, liên tục, độ tầm khoảng một tiếng đồng hồ sau,
Thì con bé này tỉnh dậy. Tuy nhiên mọi người hỏi nó là con có nhớ gì không? Thì nó kêu là không, không, con không nhớ gì hết. Mà vừa nói nó vừa khóc tức tưởi luôn các bạn. Không hỏi nữa, đưa con bé vào trong nhà, cho nó nằm ngủ đến sáng ngày hôm sau khi mặt trời lên. Thì giống như là dương khí được tăng cao nên con bé này nó bắt đầu nó nhớ ra. Và cho đến cái buổi trưa, nó kể ra cái câu chuyện là ngày hôm qua. Khi mà nó rời khỏi nhà của cái người bạn coi TV rồi, bị nó thấy không hay, nó chán quá nên đi về. Và trên cái đường về các bạn, nó có đi bộ tửng vậy đó. Không thấy gì hết trơn, trời thì cứ mưa lất phất. Và khi đi tới chỗ cái cống thủy lợi nhỏ ở trên cống á các bạn, nó nhìn thì nó thấy có một cái người đàn bà. Nó không nhìn thấy rõ mặt của bà ấy nha, nhưng cái mái tóc của bà dài lắm. Và bà mặc nguyên một cái bộ đồ trắng, đứng sát ngay cái cống thủy lợi, nhìn thẳng vào con bé này chăm chăm luôn. Cảm giác đầu tiên nó thấy lạ lắm, nhưng thôi cũng kệ. Vẫn đi bộ dưới cái trời lất phất mưa phùn như vậy. Trời tối không trăng, trên con đường về ngày hôm đó không có bất kỳ một cái bóng người nào hết. Và diễn tả cho các bạn dễ hình dung ha. Từ chỗ cái sân kho để mà đi về nhà của bé Khanh á, bên trái là chỗ nhà dân nè, ở giữa là cái đường, bên phải nó là một cái con sông và có một cái cầu bắc ngang qua cái con sông đó. Thì con bé đi ngang qua cống thủy lợi rồi, đi qua cái người đàn bà đó rồi nha. Bé mới quẹo phải băng qua bên cầu, đi được thêm một đoạn chút xíu nữa đó các bạn. Vẫn bình thường thôi, bé vẫn không có nhớ tới cái hình ảnh của cái người đàn bà quái dị mình vừa gặp đâu. Nhưng khi mà bé đi tới chỗ một cái ngã ba đó, vừa mới quẹo qua để hướng vào trong nhà mình thì bé lại bắt gặp đúng cái người đàn bà xõa tóc mặc đồ trắng đó chặn ngay trước đường của bé luôn. Khi này nè, bé kêu là bé hơi ớn ớn rồi. Tại rõ ràng ban nãy là bé mới thấy người ta đứng ở bên kia. Tại sao bây giờ bằng cách nào mà xuất hiện ở bên đây được? Bé biết gặp ma chứ các bạn. Tại con nít ở quê nghe mấy chuyện ma quỷ rất là bình thường. Nhưng chưa kịp phản ứng gì hết, thì cái người đó chậm chậm đi lại chỗ của bé Khanh, đưa tay ra kêu bé đi theo cô đi con. Và khi nghe dứt cái lời đó, bé kể lại là đầu óc của bé mụ mị luôn. Bé biết là mình đang làm cái gì nhưng mà bé không thể nào tự chủ được bản thân. Đưa tay nắm bàn tay lạnh lẽo của cái người phụ nữ đó. Và sau cùng thì câu chuyện diễn ra như Nguyễn vừa kể với mọi người. Rất là hoang mang. Tại vì lâu lắm rồi ở trong làng không có xảy ra những cái câu chuyện tâm linh theo dạng vậy nữa. Lo lắng lắm cho nên là ba mẹ của bé Khanh quyết định đi coi thầy. Ba bé Khanh tên là chú Tuấn, còn mẹ bé tên là cô Đào ha. Lúc mà vừa tới nhà của ông thầy quen này á, ông bấm độn các kiểu xong ông nói: nhà của chị hiện tại là đang dính trùng tang rồi nha. Và nghe tới từ trùng tang ai cũng sợ hết trơn các bạn, do nó là cả một cái chuỗi cái chết liên hoàn luôn. Cho nên ba mẹ bé là mặt coi như là tái xanh hết trơn rồi. Kêu thầy ơi, thầy cố gắng là thầy giúp giùm gia đình của con với. Con lạy thầy, con trăm ngàn lạy thầy, thầy giúp gia đình của con với. Thì ông thầy ông cũng nhận lời, ông kêu thôi giờ về trước đi. Khoảng độ tầm mấy ngày nữa rồi ông qua ông cúng ông giải cho. Thì đến đúng cái ngày hẹn ông thầy ông cũng qua thiệt nha các bạn. Trước khi đó ông đã dặn gia đình á là chuẩn bị cái mâm đồ cúng cho ông, nói chung là lễ lộc cực kỳ lớn. Ông cúng từ sáng đến trưa, xong ông nghỉ chút xíu, xong rồi từ đầu giờ chiều cúng cho đến khi mà mặt trời gần lặn luôn đó. Và khi mà kết thúc cái buổi lễ rồi, mọi người nhìn thấy là mặt của ông nó trắng bệch hết trơn, giống như kiểu là ông quá là mệt đi. Cho nên mọi người rất là tin tưởng, thôi chắc là mọi chuyện êm xuôi rồi. Nhưng không nha. Vào đúng cái ngày cúng 100 ngày, ông nội của bé Khanh á, chính là cái người bác mà mất đầu tiên á, có một cái bà buôn bán ngoài chợ với cô Đào này nè, có xuống tới tận nhà cô Đào để mà đòi tiền. Và cô Đào làm cái nghề bún thủ công buôn bán tại chợ ha. Và ngay đúng cái ngày cúng kiểu 100 ngày của bên dòng tộc mình mà có người tới tự nhiên đòi nợ. Và ba bé Khanh lúc đó là cũng hơi có men men, tại bị nhậu bên kia mà, kiểu tự ái sĩ diện đó, thì có nói cô Đào vài câu, làm cho cô này kiểu quê lắm, mặt giận mày nhẹ, xong rồi giận dỗi các kiểu, không có thèm nói chuyện với lại chồng của mình nữa. Và đến đêm thì cô Đào ôm cái người em của bé Khanh, tên là thằng cu này tên là cu Tùng, cô Đào ôm cu Tùng ngủ nhà dưới.
Còn bé Khanh cùng với lại chú Tuấn đó thì đi lên gác ngủ. Và tưởng đâu mọi chuyện chỉ có như vậy thôi nha. Nhưng đến nửa đêm, chú Tuấn này chú nằm ở trên gác thì tự nhiên chú nghe, nghe thấy có tiếng khóc của thằng con trai. Nó khóc lớn lắm luôn á, mà vừa khóc vừa gọi là bố ơi, mẹ ơi, bố ơi, mẹ ơi. Thằng nhỏ năm đó 5-6 tuổi rồi nha các bạn. Khóc lớn mà nó la lối sùm hết trơn, làm cho chú Tuấn này chú tỉnh giấc. Thì chú đang bực trong người mà, sẵn là chuyện sáng nay vợ mình nữa, cho nên là chú đứng ở trên gác chú chửi vọng xuống, chú kêu á là đờ mờ mày, mày không dỗ con mày mà mày biến đi đâu hả? Chửi 2-3 lần, tuy nhiên không có cái tiếng đáp lại nha các bạn. Và cái giọng của thằng con trai á, nó vẫn cứ khóc oang 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 oang. Cho nên là chú Tuấn chú mới liền dậy, chú bật ra khỏi giường, chú đi xuống nhà dưới để mà chú dỗ con. Và khi tới cái chỗ vợ con nằm á, thằng nhỏ vẫn đang nằm ở vị trí cũ, nhưng mà vợ mình thì không thấy đâu hết trơn. Ẵm con lên, vuốt vuốt nó mấy cái, chú quay khắp nhà chú kêu á là Đào ơi, Đào ơi, cô đâu rồi Đào, cô đâu rồi Đào, cô đi đâu mất tiêu rồi Đào. Nhưng gọi hoài gọi hoài gọi hoài không thấy trả lời. Cho nên khi này nè, chú Tuấn chú mới đặt người con trai của mình xuống à. Chú nghĩ trong bụng chắc đâu là vợ của mình đi xuống dưới bếp để làm gì rồi, hoặc có thể là đi ra vườn làm gì rồi. Từ ngay cái chỗ ngủ có một cánh cửa thông ra bếp, chú mở cánh cửa đó ra. Trời hôm đó cũng tối giống như là cái hôm mà bé Khanh nó bị hù á các bạn. Không có trăng, không có sao, mưa ở bên ngoài rất là nhiều. Và khi mà chú đi thẳng vào trong cái bóng tối á, lọ mọ để tìm công tắc đèn, thì ngay khi này nè, chưa kịp mở công tắc đèn nữa thì cái đầu của chú đã va phải một cái vật gì đó. Do trời tối mà mắt chưa quen kịp với lại bóng tối á, nên chú cứ mò mẫm mà chú chụp hai cái tay lên trước để coi là cái vật gì. Nhưng ngay khi chú chụp được á các bạn, thì đó chính là hai cái cổ chân người luôn. Linh tính có chuyện hỏng lạnh rồi, tá hỏa tâm tinh, bò trường ở trên đất. Chú té ngửa ra luôn mà, bò trường trên đất, đi tới cái chỗ công tắc. Vừa mới bật lên một cái một nha, chú chính mắt nhìn thấy là vợ của mình cô Đào treo cổ chết ở dưới nhà bếp rồi. Nhưng cái xác của cô á các bạn, không có mặc đồ trần truồng, và ở trên cổ có đeo đúng cái quần lót của chính bản thân cô luôn. Hình ảnh này y chang hình ảnh ngày xưa cách đây gần một tháng trời, con gái của cô cũng bị y chang như vậy. Khi này nè, chú Tuấn hoảng sợ lắm các bạn, làm một cú sốc cực kỳ lớn và rất ám ảnh luôn. Ngoại trừ cái nỗi đau mất vợ, bây giờ nó còn dính tới trùng tang nữa. Qua ngày hôm sau, khi mà xác cô Đào được đưa xuống liệm ở nhà, bên dòng tộc có đi tìm cái ông thầy cúng lần trước á, xong nói là gia đình tôi bị trùng tang, gia đình tôi trả tiền để cho ông qua ông cúng rồi mà, bây giờ tại sao vẫn có người chết vào đúng 100 ngày của cái ông cụ đầu tiên. Thì ông thầy cúng ổng kêu là lần đó tôi cúng kiến, tôi làm lễ xong xuôi hết trơn rồi, còn bây giờ bị lại như vậy thì tôi cũng không biết sao đâu, tôi hết cách rồi, bây giờ thôi mọi người tìm cái thầy khác để mà giúp đỡ đi. Bây giờ cái người thầy cúng quen mà còn nói như vậy nữa, làm cho cái cảm giác hoang mang lo sợ ở trong cái dòng tộc đó càng ngày nó càng tăng cao. Và sau khi mà đưa vợ của mình cô Đào đi ra nghĩa trang đó, thì chú Tuấn này những cái ngày sau đó sống ở trong nhà sợ lắm. Do trùng tang ai biết được, vợ mất bây giờ còn mình chú với hai đứa con. Xui á, mà nó dính vào hai đứa con của chú. Còn không á, thì nếu nó dính vào người của chú thì ai nuôi con chú bây giờ. Nên sợ quá trời sợ luôn các bạn. Những cái người hàng xóm thấy như vậy cũng tội, nên là thường xuyên tổ chức đi qua nhà chú á, tổ chức ngồi đánh bài. Với lại có một cái bà kia cả, tên bà Mai. Bà này là bà con với gia đình của chú luôn. Mỗi buổi tối thì có qua ngủ lại mà phụ chú trông nom hai đứa trẻ con á. Nhưng cái điều đáng nói nha, bà Mai này nè, với lại hai đứa trẻ ngủ đúng trên cái giường sát nơi mà cô Đào này cô chết. Đèn điện thì sáng choang à các bạn, nhưng mà khi đóng cửa khắp nhà lại đó, thì cứ nghe thấy có cái tiếng loảng xoảng phát ra từ dưới bếp. Nồi niêu đồ dùng làm bún ngày xưa mà cô Đào xài, nó cứ khỏ vào nhau, len ca len keng, giống hệt như có ai đó đang sử dụng ở dưới bếp. Nhưng ngoại trừ bà Mai, ngoại trừ hai đứa trẻ với lại cái chú Tuấn, thì trong nhà làm gì có ai đâu. Bà Mai bà biết rồi, bà mới mở cửa, mở thẳng cái cửa ra luôn, giống như là để coi là cái vong nó có quậy tiếp không. Thì không thấy gì hết, âm thanh im bặt, nhưng khi bà đóng lại thì cái tiếng nó lại phát ra như cũ.
và lúc này bực bội rồi. Do bà cũng lớn tuổi đâu sợ gì nữa đâu. Bà mới cầm chiếc dép á, bà ném cái rầm vào cái cửa và cái miệng của bà chửi. Cha bố mày Đào ơi, mày bỏ con mày nhỏ dại mày đi, mày còn về mày hành hạ chúng tao thì ai chăm lo cho con mày hả Đào ơi? Mày có xéo ngay đi không thì bảo, không á tao ném chết mẹ mày đó Đào. Vừa nói xong nha các bạn, bà tháo luôn chiếc dép còn lại, bà chọi thẳng vào cửa một cái rầm. Và quả nhiên ngay sau đó tất cả những cái âm thanh loảng xoảng ở dưới bếp im bặt luôn. Tuy nhiên, chồng cô Đào là chú Tuấn này vẫn rất là sợ các bạn. Một tuần lễ sau cái chết của cô, ổng đâu ngủ được đâu. Những cái người hàng xóm xung quanh cũng có qua nhà để mà chơi phụ, nhưng mà cứ nằm đêm cứ trằn trọc hoài, không thể nào mà ngủ được hết. Thì ổng có đi coi thầy, coi bà, mời hết người này người kia về để cúng kiến các kiểu, nhưng mà tình hình nó không có bớt. Và thậm chí những cái người mà qua đỡ ổng cái thời gian đầu tiên qua chơi đó, họ kể lại là cái nhà của ổng lạnh lắm, mà âm khí nó cực kỳ nhiều, đến cái nỗi những cái người nào mà yếu bóng vía mới bước vào tới cái sân thôi nha, chưa cần vô trong căn nhà chính đâu, là cơ thể lạnh ngắt rồi, rờn rợn mà nó dựng hết cả tóc gáy lên. Và sau 2 tuần bám trụ trong căn nhà đó, nhưng chịu hết nổi, chú này giống dạng là chú muốn phát điên lên luôn á, ngủ không được, thường xuyên thấy cái này, thấy cái kia. Cho nên có một cái buổi sáng, chú đi ra trước sân, chú la lớn lên, chú nói á, nếu mà không ai qua ở lại với chú, không ai qua ngủ lại với chú á, thì chú sẽ ôm 2 đứa con chú bỏ đi, và trước khi chú rời đi là chú sẽ mua mìn về, chú cho nổ banh xác cái nhà này luôn. Hàng xóm thấy thì cũng tội lắm các bạn, nhưng ta đâu có qua hoài được, qua thời gian đầu thôi chứ, biển ta còn công việc của người ta nữa mà. Và sau cái hôm mà chú la hét như vậy, mọi người nhìn thấy cái sắc mặt của chú càng ngày nó càng nhợt nhạt, nó càng tái đi, giống như vậy chú sắp chết rồi hay sao đó. Và tròn đúng 1 tháng kể từ khi mà cô Đào rời khỏi dương thế. Hôm đó trùng hợp rơi đúng vào ngày giỗ tổ của dòng họ Trần, thì tất cả mọi người đều tập trung ở cái nhà thờ tổ. Như Nguyễn có nói là mỗi một cái họ ha, họ sẽ có một cái đình thờ tổ rất là lớn, và những cái ngày giỗ như vậy, con cháu khắp nơi là tề tụ về rất là đông, làm lễ cực kỳ là trang trọng. Và trong cái không khí buổi lễ ngày hôm đó đang cúng bái rất bình thường, thì có một cái ông kia kìa, tất nhiên là ông này cũng là trong cái họ Trần ha, ông đang đứng, tự nhiên cái ông nhắm tịch mắt lại luôn các bạn, đang đứng vậy nè, xong cái ông nhắm mắt lại mà cái mặt của ông bắt đầu là đơ ra, và từ từ á là ông ngồi xuống khoanh chân và ông nói. Cái tiếng của ông khi này nghe nó rất là dõng dạc, nó không phải là giọng của người thường đâu các bạn, mà nghe nó có một cái cảm giác nó cực kỳ hào hùng mà nó uy nghiêm dữ lắm. Ông kêu á là con cháu nguy đến nơi rồi mà không đứa nào gọi ta về, cứ đi cúng bái khắp nơi để mà làm được cái tích sự gì, sao con cháu mà ngu dại quá vậy. Và vừa nói thì cái ông đó thở dài xong ông lắc đầu, và thấy mọi người biết rồi, chắc là bên trên về, chắc là tổ ở bên trên về, thì mới hỏi là dạ xin hỏi là ai đang ngự trong cái xác này. Thì ông mới nói ông là mãnh tổ 12 đời, ông ở dưới âm làm quan rất là lớn, và mọi người ở dưới còn phải nể sợ vì cái quyền phép của ông rất là cao. Ông thấy con cháu gặp phải đại nạn trùng tang. Cái chị gửi chuyện về cho Nguyễn không có nhớ rõ là cô Tuyết nói là trùng tang này là trùng tang cái kiểu gì, nhưng đại loại là một khoảng thời gian ngắn, nó không có tính bằng nửa năm đâu nha các bạn, tính bằng dạng tháng thôi đó. Thì cứ đúng cái thời gian đó là sẽ có một cái người ở trong họ chết, và chuyện này sẽ không dừng lại cho đến khi chết cả một cái dòng tộc thì mới thôi. Tá hỏa tâm tình hết trơn. Tất cả những người có mặt trong nhà thờ tổ hôm đó ai nấy xanh chành mặt mũi, tại vì họ không thể nào nghĩ được là câu chuyện này lại có thể tới cái mức độ mà phải chết cả một cái dòng họ như vậy. Và ông tổ còn nói thêm, có nhiều lần ông muốn hiện lên để giúp con cháu nhưng mà không có cái duyên. Nay nhân cái dịp giỗ tổ, con cháu tề tụ đông đủ, ông mới có cơ hội về để mà giúp dòng họ vượt qua kiếp nạn chết người. Ông nói là con bé Khanh đó các bạn, là cái mạng của nó rất là lớn luôn, cho nên khi quỷ sai hiện lên để dẫn đường dìm chết con bé, đáng ra là con quỷ đó nó đã dìm chết con bé ngay xong ở cái chân cầu rồi, nhưng mà ông bà độ mạng che mắt nên là nó tính dìm ở ngay cái bể lọc nước. Nhưng mà ngay cái lúc chuẩn bị ra tay thì ông tổ này nè,
Ông Hiện lên để ông đánh cái đàn heo, đánh tiếng để cho vợ chồng của chú Hùng với lại cô Dương chạy ra ngoài á, cứu được con bé Khanh này một mạng. Và còn mẹ bé Khanh chính là cô Đào. Do là cái cơ của cổ yếu quá đi, cộng với phần là vợ chồng giận nhau, nên là ông bà cứu không có kịp, do là quỷ sai quá nhiều, không có kịp trở tay luôn đó. Nhưng mà khi nghe xong mọi người có hỏi là sao ông Tổ là quan lớn ở dưới lại để quỷ sai về hại con cháu, thì ông có trả lời là do cái người đầu tiên chết phạm vào giờ trùng rất là nặng. Cái việc đó cần có trận đồ hóa giải, chứ một mình ông không thể nào mà cãi luật, ông không thể nào mà bỏ luật để mà cứu con cháu được. Ông chỉ cứu đỡ cái phần nào thôi, chứ không thể nào cứu hết tất cả. Cho nên là hôm nay nè, ông mới hiện lên để ông trị dứt điểm, để ông về để mà ông chỉ bảo cho mọi người cái con đường để mà thoát thân. Và đây nó cũng là cái thắc mắc của rất là nhiều bạn trước giờ. Có nhiều người kể là không biết tại sao mà ông bà của mình làm quan lớn ở dưới, nhưng mà gia đình vẫn bị trùng tang, vẫn bị cái này cái kia. Do đúng, họ làm quan thì làm quan thiệt, nhưng họ không thể nào mà lách luật. Ở trên có luật ở trên, ở dưới có luật ở dưới. Tất cả mọi người chức tước như thế nào thì cũng đều phải tuân theo luật hết. Và ông Tổ các bạn, khi này mà ông lo lắng lắm. Ông ngồi ông căn dặn mọi người á, là cả dòng họ ta nè, dòng họ Trần ta nè, đã bị quỷ đi khắp mọi nhà ở trên rồi. Con cháu tuyệt đối phải nhớ cái lời ta căn dặn nha. Là khi mà trời sụp tối, từ 6 giờ tối đến 5 giờ sáng, tất cả đều phải đóng cửa, không một ai được ra khỏi nhà trong vòng một tháng trời. Ông còn dặn mọi người là đi mua một số những cái đồ, ví dụ như là một cái sắp giấy để ông vẽ cho con cháu một cái lá bùa dán ở trước cửa nhà, cọc tre, lưỡi cày, cuốc. Và trước khi mà ông xuất ra, ông kêu là 12 người tuổi dần ở trong dòng họ của mình tối nay 8 giờ đi cùng với ông ra mộ ông nội của bé Khanh, có nghĩa là cái người chết đầu tiên, để thực hiện cái lễ trấn yểm. Nói xong rồi thì ông Tổ xuất ra và mọi người tức tốc là đi mua những cái gì mà ông căn dặn. Và ngay cái buổi chiều hôm đó, những cái người thuộc dòng họ Trần này nè, chuẩn bị đèn pin, tất cả những cái gì ông Tổ cần, sắm lễ cúng kiến ở cái nhà thờ Tổ long trọng, giống như là làm cái lễ, giống như lễ ra quân vậy đó. Cúng kiến đầu tiên ở nhà thờ Tổ trước. Sau khi mà ông nhập hồn về cái người buổi sáng đó, ông dẫn đầu đoàn đi ra ngay chỗ cái ngôi mộ, trong đêm tiếp tục làm một cái lễ cúng rất là lớn để trấn cái trùng tang này lại. Và sau khi mà trận đồ trấn yểm xong xuôi rồi nha các bạn, hôm đó chỉ có 12 người tuổi dần được phép đi theo ông mà thôi. Và trấn yểm xong xuôi rồi, ông mới kêu tạm thời là mọi chuyện yên ổn. Con cháu cứ về đi, còn lại thì để ông lo. Cái trận đồ này đã được hóa giải rồi, phần âm trong gia đình thì để ông lo liệu. Và nói xong thì ông cũng xuất ra ngoài luôn. Kể từ cái buổi tối đó, con cháu nhớ lời căn dặn nha. Trốn trong nhà đúng một tháng trời, và khi thoát ra được bên ngoài rồi đó, khi mà được tự do đi lại rồi, cô Tuyết này vội vã là cô mới chạy qua nhà chỗ của mẹ mình á, mẹ ruột đó. Cô ngồi xuống và cô kể y chang từ đầu đến cuối không sót một chữ nào. Và lý do vì sao mà mặt mày của cô hốc hác như vậy là trong cái lúc mà ngồi ở trong nhà, thật ra biết ông Tổ về thì về như vậy thôi, mình cũng yên tâm. Tuy nhiên, dính tới trùng tang thì không ai là không sợ hết các bạn. Sự linh thiêng của ông Tổ dòng họ Trần trong làng của cô á, không thể nào mà chối cãi luôn. Lúc mà ông làm phép xong xuôi hết trơn rồi, mọi thứ trở lại bình thường. Và tính đến cái thời điểm hiện tại, ngoài câu chuyện sinh lão bệnh tử ra, thì trong làng không có xảy ra thêm một cái tai kiếp nào hết. Và đến đây là kết thúc nội dung của câu chuyện lớn thứ hai, cũng là kết thúc video ngày hôm nay của chúng ta rồi. Cảm ơn Vân và cảm ơn chị Lan đã gửi về cho Nguyễn Nguyễn hai câu chuyện rất là hay như vậy. Và cảm ơn mọi người đã lắng nghe Nguyễn Nguyễn kể đến giờ này ha. Và nếu các bạn thấy video này hay, đừng quên like, share, quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Nguyễn Nguyễn. Nhấn vào biểu tượng cái chuông bên cạnh cũng như là để lại ý kiến của các bạn bên dưới phần bình luận để tăng tương tác với kênh. Để khi Nguyễn Nguyễn ra video thì các bạn sẽ là người đầu tiên nhận được thông báo. Và một lời cảm ơn chân thành tiếp theo lại gửi đến tất cả mọi người, gửi đến tất cả những các bạn khán thính giả, các bạn đã yêu thương, đã theo dõi Nguyễn Nguyễn, đã nhấn đăng ký kênh, đã nghe Nguyễn Nguyễn kể từ những ngày đầu tiên, thậm chí là những bạn về sau này thì mới nghe Nguyễn Nguyễn kể thôi. Do là hôm nay chúng ta đi đến tập
200 rồi các bạn. Không phải là một con số quá là dài nhưng nó không phải quá ngắn. Tính từ lúc mà mình làm YouTube tới giờ chắc không phải 2 năm trời rồi. Đúng rồi, phải 2 năm, chắc là hơn 1 2 tháng gì nữa rồi đó. Một khoảng thời gian với mình á là tương đối dài, vì mình không nghĩ là mình lại vô tình bén duyên với lại cái YouTube, bén duyên với lại cái kiểu kể chuyện ma như này đâu. Và từ lúc đầu tiên làm tới giờ thì các bạn cũng thấy là cái lịch ra chuyện của Nguyễn Nguyễn, nó lịch ra video nó không có đều đặn, nó không phải là dạng như là cố định ngày nào cũng ra, hoặc là có một cái lịch cụ thể, do là công việc chính của mình vẫn rất là bận. Có những khoảng thời gian mà khoảng một tuần, thậm chí dài nhất mình nhớ đó là đến 20 ngày không ra video, là cái đợt sau Tết thì nó bắt đầu có một cái project, sau Tết có một cái project mà mình phải ôm suốt liên tục luôn. Và Tết hình như là năm 2020 lên 2021 thì phải, cái đợt đó là có một cái project mình ôm 20 ngày không ra. Và có những cái lần đi công tác giống như cái đợt này và cái đợt hồi cuối năm ngoái tháng 12 ấy, là mình đi công tác coi như là liên tục 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 luôn. Nhưng mà mọi người vẫn rất là dành sự yêu thương, vẫn rất là chờ đợi, vẫn dành những cái sự động viên dành cho Nguyễn Nguyễn. Thật sự là biết ơn không thể nào mà nói được, tức là không thể nào dùng cái từ ngữ để mà diễn tả được hết cái sự quý trọng, cái sự biết ơn của mình dành đến cho mọi người đâu. Thật sự là chỉ có biết nói là cảm ơn mọi người từ tận sâu trong đáy lòng, cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn. Và hy vọng rằng chúng ta sẽ cùng nhau đồng hành đến tập bao nhiêu không biết, có thể là càng dài càng tốt ha. Rồi, đến đây là video cũng kết thúc. Nếu như những cô chú anh chị, những người bạn và những người em nào có những cái câu chuyện tâm linh có thật của bản thân, gia đình, người quen, bạn bè, đừng ngần ngại gửi email vào cho Nguyễn Nguyễn theo địa chỉ là nguyễnnguyễn.vlog2512a@gmail.com. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân. Đường link email, đường link page, đường link Facebook cá nhân, đường link kênh hồ sơ X, đường link group căn nhà hoang số 13, đường link TikTok cũng như là đường link donate để ủng hộ cho Nguyễn. Tất cả đều có trong phần mô tả và có trong phần comment. Và video này sẽ được lên vào trưa ngày, hôm nay là thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật, chắc là sẽ lên vào ngày thứ hai cho nó an toàn ha. Tại vì mình bây giờ mình soạn đồ xong rồi đi ăn sáng, xong rồi chuẩn bị đi ra ngoài sân bay để mà bay chuyến chiều nay. Thì chắc là tầm khoảng tối chủ nhật thì mình mới bắt đầu về, thì đến thứ hai, đúng không? Đến thứ hai thì mình mới có mặt ở Sài Gòn, chắc là thu thì để là thứ hai bắt đầu mình sẽ về để mà giải quyết một số công việc tồn đọng, sau đó là mình sẽ thu video tiếp, cho nên video này lên vào ngày thứ hai là hợp lý. Cảm ơn mọi người một lần nữa, chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong video sau.